Các công đoạn sau khi làm xong có bộ phận kiểm tra chất lượng không? Rất vui được để trả lời lại bình luận này của bác nhé. Thì đối với cơ sở bên em ấy, thì các cái sản phẩm khi mà bên em làm lên bao gồm khâu mộc, khâu sơn và khâu đi giao hàng, mỗi anh em thợ làm đều phải có trách nhiệm riêng của mình, và tất nhiên thì chính những anh em đó sẽ là những anh em tự phải kiểm tra cái sản phẩm của mình. Chỉ có một khâu cuối cùng, đó là khâu đi giao hàng, thì anh em thợ sẽ kiểm tra lại một lần cuối cùng, anh em giao hàng sẽ kiểm tra lần cuối cùng xem sản phẩm nó có lỗi gì không, để kiểm tra lần cuối cùng thôi. Các bạn cứ tưởng tượng mà xem, bây giờ các bạn đã làm nên một cái xưởng đúng không ạ? Thì với những công xưởng như này thì nó sẽ không có phải là những công ty lớn, mà anh em có thể là thuê thêm cả bộ phận QC hay là kiểm tra hàng được nữa. Bởi vì cái mức độ mọi người tưởng tượng xem, một công xưởng mộc của mình chỉ có 3 anh em thợ mộc thôi, mà chẳng nhẽ giờ thuê thêm người để mà kiểm tra thì không có được. Thì bây giờ tất nhiên rồi, bây giờ cái chất lượng của sản phẩm mình muốn nó đảm bảo hay không thì mình sẽ yêu cầu là chính cái anh em thợ mộc đó, ví dụ như trên đây những sản phẩm này anh em làm lên mà anh em cảm thấy là bị lỗi ở đâu hay sai sót ở đâu, anh em đó sẽ tự phải sửa và tự phải điều chỉnh trước khi sơn đó. Và nếu như cái lỗi đó mà anh em để tới lúc sơn mà phát hiện ra thì anh em thợ mộc sẽ phải sửa lại, và anh em thợ mộc sẽ phải chịu luôn cả các cái phần vật tư cũng như là công cán của anh em thợ sơn. Lỗi của ai thì người ấy phải chịu, các anh chị nhá. Thì nói đến đây thì sợ là nhiều các bạn sẽ nói là ủa vậy là mình là chủ xưởng mà mình lại không đi kiểm tra đó. Thì mình cũng sẽ trả lời cho các bạn luôn là mình vẫn kiểm tra các bạn nhá, mình vẫn kiểm tra, nhưng tất nhiên thì không thể nào mà mình ở đây 24 trên 24 được đó. Một ngày 8 tiếng thì mình không thể ở đây 8 tiếng được. Một ngày thì mình có thể ghé qua ghé lại vài lần thôi, mỗi lần chừng 15 phút là mình sẽ phải di chuyển, tại vì mình còn quá nhiều việc phải làm. Và các bạn cứ tưởng tượng mà xem, bây giờ trong xưởng mộc có mấy anh em làm, mà bây giờ mình lúc nào mình cũng kè 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 như vậy thì làm sao mà anh em ta tự tin người ta làm được đúng không ạ? Người ta đang làm mà mình cứ chỉ trỏ sợ hỏng sợ sai thì làm sao mình hết yên tâm làm được. Mình phải tạo ra một cái môi trường đó. Và trên những cái sản phẩm của cơ sở bên mình làm thì anh em người ta sẽ tự phải lo cái chất lượng. Thế nên thì những cái sản phẩm của mình khi làm lên mình luôn luôn đảm bảo được về cái chất lượng, đảm bảo về độ bền và yếu tố kỹ thuật đó. Tại vì anh em mà đã sai ấy, là không thể né được. Anh em tưởng tượng nhá, ví dụ như đóng một cái bộ bàn ghế này lên, đóng một cái bàn này lên đó, mà bây giờ anh em làm cái chân nó bị lệch chẳng hạn đi, rồi tất nhiên thì cái lỗi mà lệch chân nó là của thợ mộc đúng không ạ? Hoặc là anh em thợ mộc chà mặt rồi phay mặt chưa được kỹ, thì đến hồi anh em thợ sơn người ta cũng sẽ trả ngược lại để cho anh em thợ mộc. Rồi anh em thợ sơn mà sơn hàng mà không được đẹp đúng không ạ, sơn mà bị xì bóng chảy bóng thì anh em giao hàng cũng sẽ lại trả ngược lại cho anh em thợ sơn. Thì ở đây mình đã yêu cầu anh em rồi, mình trả lương cho anh em mà trả khoán, mình không trả công. Và khi mình khoán ấy, thì mình cũng yêu cầu cái chất lượng ra làm sao, cho nên là những cái này thì mình sẽ không cần phải kiểm soát quá kỹ, mình chỉ cần xem thôi. Đôi khi nhá các bạn nhá, đôi khi á mình nói cho các bạn xem về này, đôi khi mình có qua bên xưởng mình xem hàng rồi, xem anh em ráp hàng rồi, đôi khi mình thấy lỗi mình nhắc anh em, nhưng mà có những lúc á mình biết thừa là cái lỗi nhưng mình vẫn không có nhắc. Đố các bạn biết tại sao ấy?